Nhân sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu Á Road Asia 2022, tối qua ngày 6 tháng 6, thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện chào mừng các đoàn đại biểu tham dự diễn đàn. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Phát biểu chào mừng tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh hoan nghênh các tổ chức doanh nghiệp đã đến với Đà Nẵng nhân dịp diễn đàn phát triển đường bay châu Á Road Asia 2022, đồng thời giới thiệu những tiềm năng thế mạnh của Đà Nẵng về du lịch đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh kỳ vọng với sự phối hợp chuẩn bị chu đáo, bài bản của ban tổ chức cùng các doanh nghiệp đồng hành, diễn đàn lần này sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và đem đến nhiều sự khởi sắc hơn nữa cho du lịch Đà Nẵng. Chúng tôi xem đây là cơ hội quý báu để chúng ta trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư phát triển hàng không, du lịch và logistics. Đây cũng là cơ hội để giới thiệu những nét đẹp về mảnh đất, con người và những thành tựu kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng nói chung và ngành du lịch thành phố nói riêng đến với các nhà đầu tư, bạn bè và du khách quốc tế. Road Asia 2022 là sự kiện xúc tiến đầu tư quốc tế duy nhất trong lĩnh vực hàng không của châu Á, lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam, là nơi quy tụ các nhà hoạch định chính sách từ các hãng hàng không, sân bay điểm đến và nhà cung ứng của ngành hàng không hàng đầu thế giới. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày với hơn 15 giờ hội thảo, tọa đàm để khôi phục mạng lưới đường bay, tạo ra lợi ích kinh tế lâu dài cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.